Bộ Công Thương vừa tổ chức tổng kết dự án phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2009-2018 do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức hợp tác kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tài trợ ODA, tương đương hơn 204 triệu đô la Mỹ, trong đó nguồn vốn tài trợ không hoàn lại gần 2,3 triệu đô la Mỹ. Dự án phát triển năng lượng tái tạo được triển khai nhằm phát triển các nguồn năng lượng tái tạo đấu nối lưới điện quốc gia trên cơ sở thương mại, đảm bảo phát triển bền vững. Từ năm 2009 đến nay, dự án đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thành công 19 dự án về thủy điện nhỏ với tổng công suất 320 MW, tổng điện lượng hàng năm đạt gần 1,3 tỷ kWh, góp phần đáng kể cho hệ thống điện Việt Nam, đặc biệt có giá trị cấp điện đáp ứng nhu cầu của địa phương vùng sâu, vùng xa biên giới. Với quy mô kinh tế hiện nay và tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khoảng 7% một năm, nhu cầu năng lượng nói chung và điện nói riêng của Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn. Trong bối cảnh này, việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam là xu thế tất yếu nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp và bảo vệ môi trường.